Thì hôm nay ngày 23 cũng như là ngày đưa ông Táo về từ cũng đúng một tuần để thôi, là bước sang năm mới của chú chị ha, Xuân Giáp Thìn năm 2024. Đây là con rồng thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh của chú chị ha. Hôm nay review chia sẻ đến cô chú anh chị mình ở mọi miền đất nước. Đây chào tất cả cô chú anh chị mình ở con rồng thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh. Đó. Được đặt tại công viên nước thị xã Trảng Bàng, trung tâm hành chính Trảng Bàng. Chú chị ha. Ở đây là như là chợ cũ. Vấn đề chợ cũ. Đây là trung tâm hành chính. Hướng này mình về cửa khẩu Mộc Bài cũng như là thành phố Tây Ninh của chú chị ha. Cái cầu đi bộ nè. Đó. Còn mình ngược lại tay phải đây. Hướng này mình sẽ về thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Thì em là chủ kênh Nhà Đất Tây Ninh TV, nó chuyên review nhà đất Tây Ninh cũng như khu vực Trảng Bàng, Gò Dầu, bến cầu Dương Minh Châu. Đó, thì nhân dịp năm mới, cứ chúc cô chú anh chị mình nhiều sức khỏe, thành công trong mọi công việc đó.